Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc đâm chìm Malaysia nhả đạn, ngư dân Việt mất mạng vì mưu sinh. Vụ cảnh sát biển Malaysia bắn chết một ngư dân Việt Nam đã làm dấy lên lo ngại về tác động của việc lên các mối quan hệ giữa các nước ASEAN cũng như mối quan hệ của ASEAN với Trung Quốc, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng tại Hồng Kông chia sẻ. Và sự kiện xảy ra vào cuối ngày Chủ nhật 16 tháng 8 năm 2020 sau khi lực lượng tuần duyên của Malaysia tìm cách kiểm tra hai chiếc thuyền của ngư dân Việt Nam được cho là đang đánh bắt cá trái phép ở vùng biển phía đông Kelantan thuộc Malaysia. Đây là hình ảnh hai tàu cá Việt Nam bị phía Malaysia bắt giữ ngoài khơi bang Kelantan vào hôm 17 tháng 8 năm 2020. Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Malaysia điều tra vụ việc và bảo vệ quyền lợi của các ngư dân Việt Nam bị phía Malaysia giam giữ. Cơ quan chấp pháp biển của Malaysia trong một tuyên bố nói rằng thủy thủ đoàn 19 người Việt Nam đã tấn công tàu chấp pháp Malaysia bằng các vật cứng và các vật dễ bắt lửa trước khi đâm vào tàu của Malaysia. Lực lượng này cũng nói vụ việc xảy ra ở vùng biển ngoài khơi bang Kelantan buộc các nhân viên tuần duyên phải nổ súng để tự vệ, khiến một người bị thương và sau đó thì tử vong. Những người còn lại đã bị bắt giữ và sẽ bị điều tra về các tội khác, gồm tội đánh bắt cá bất hợp pháp, xâm nhập bất hợp pháp và âm mưu giết người, tuyên bố của lực lượng tuần duyên Malaysia cho biết. Và giới chức thu được khoảng 4 tấn cá trong khoang chiếc tàu này. Truyền thông Malaysia nói vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ 45 phút chiều giờ địa phương, tại nơi các đảo như Mantani của Malaysia, 29 hải lý về phía Tây Bắc. Hãng tin AFP dẫn lời người đứng đầu của lực lượng tuần duyên Zubi Mason xác nhận tàu cá của Việt Nam đã vào vùng biển của Malaysia, nơi cách Thok Bali thuộc bang Kelantan ở vùng đông bắc Malaysia khoảng 80 hải lý vào cuối ngày Chủ nhật. Biển Đông là nơi nhiều nước trong khu vực tuyên bố chủ quyền với những vùng chồng lấn lên nhau, dẫn đến tình trạng tranh chấp ở vùng biển giàu tài nguyên này. Và tình trạng tàu cá của Việt Nam bị giới chức một số nước như Thái Lan, Indonesia bắt giữ, các thuyền viên bị phạt tiền hoặc bị án tù không phải là điều hiếm thấy. Đây là hình ảnh tàu cá Việt Nam bị giới chức Indonesia phá hủy và đánh chìm sau khi bị họ bắt giữ về tội đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển Indonesia từ hồi những năm 2016. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, cả Malaysia vẫn thường chỉ xua đuổi các tàu cá nước ngoài mà họ cho là xâm nhập đánh bắt trái phép trong vùng biển của Malaysia. Chính sách này nay đã thay đổi với việc Malaysia tuyên bố sẽ bắt giữ và bắt phạt thay vì chỉ đuổi đi như trước đây. Người đứng đầu lực lượng tuần duyên Malaysia đã nói vào cuối tháng 6. Kể từ giữa tháng 3 tới nay, cùng với việc bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán là tình trạng gia tăng số lượng tàu cá Việt Nam bị phát hiện đi vào vùng biển Malaysia. Từ 19 tháng 3 tới thời điểm 24 tháng 6, có 88 trường hợp tàu cá Việt Nam bị giới chức Malaysia phát hiện. Vào hôm thứ Hai cũng là ngày đầu tiên Biển Đông mở trở lại sau lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm của Trung Quốc kết thúc. Và Trung Quốc đã tuyên bố cấm các hoạt động đánh bắt cá trong 3 tháng rưỡi từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020, ở vùng biển từ 12 độ Vĩ Bắc đến vùng biển giao giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, một phần khu vực Vịnh Bắc Bộ và bãi cạn Cap Bon. Bắc Kinh nói tàu chấp pháp giám sát được tăng cường 2-3 lần một ngày để bắt và xử phạt các trường hợp tàu cá bị coi là vi phạm trong thời gian đó. Đây là hình ảnh khu vực Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở vùng biển Đông theo đồ họa được báo trong nước cũng lan tải. Tiến sĩ Colin Coy, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Singapore cho biết Việt Nam cần kiểm soát chặt chẽ hơn cộng đồng ngư dân của mình và đã từng có những cảnh báo trước khi dẫn đến sự cố nghiêm trọng chết người lần này, ông Cole đã nói. Theo tiến sĩ Cole, các sự cố như việc vừa xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam. Các nhà phân tích cũng cho rằng vụ việc này cho thấy các nước Đông Nam Á cùng các yêu sách trên Biển Đông có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết với nhau. Ông Cole nói tiếp, sẽ hữu ích hơn nếu những vấn đề về nội bộ ASEAN được giải quyết đúng đắn để thúc đẩy hợp tác trên mặt trận Biển Đông trong tương lai. Và nếu không, sẽ chỉ góp phần vào tình trạng hiện nay của ASEAN, một khối chứa đầy những khác biệt nội bộ của riêng mình, khiến khối này càng dễ bị tác động trước nỗ lực chia rẽ của Bắc Kinh. Bà Ho Chiu Ping thuộc chương trình nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Malaysia thì cho rằng đánh bắt bất hợp pháp không được kiểm soát và không báo cáo là một trong những lý do tại sao Malaysia chậm trong việc quản lý an ninh hàng hải ở khu vực. Và điều quan trọng đối với các nước Đông Nam Á là giải quyết các tranh chấp ngư trường theo phương thức song phương hoặc đa phương nếu khu vực này có nhiều bên tranh chấp.
Việt Nam và Malaysia có thể cùng áp dụng cách tiếp cận hòa bình hơn bằng cách đàm phán song phương với nhau để giải quyết vấn đề đánh bắt cá, bà nói. Đây là hình ảnh tàu đánh bắt cá của ngư dân neo đậu ngoài cửa biển trong thành phố Phan Thiết. Thomas Dehani, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Malaysia, nói rằng các tàu cá Việt Nam đang bị các đội tàu cá và tàu thực thi của Trung Quốc đẩy về phía Nam, cũng như do thiếu nguồn cá tại các ngư trường truyền thống của nước này. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ quan ngại trước các thông tin cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia đã truy đuổi tàu cá Việt Nam và bắn chết một ngư dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng vào hôm 17 tháng 8 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia để xác minh và làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu từ phía Malaysia, vào ngày 16 tháng 8, tại vùng biển ngoài khơi bang Kelantan thuộc Malaysia đã xảy ra một vụ va chạm giữa cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam, làm một cư dân Việt Nam thiệt mạng. Hai tàu cá cùng các ngư dân còn lại đang bị phía Malaysia tạm giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Malaysia. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội và bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này và yêu cầu phía Malaysia xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng và đối xử nhân đạo với ngư dân và tàu cá của Việt Nam. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tiếp tục làm việc và yêu cầu các cơ quan chức năng của Malaysia cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc, thu xếp thăm lãnh sự các ngư dân và tiến hành các biện pháp bảo hộ đối với ngư dân thiệt mạng, người phát ngôn viên cho biết. Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng phối hợp với các cơ quan trong nước xác minh thân nhân các ngư dân và nắm thêm thông tin về vụ việc để có cơ sở đấu tranh với các sai phạm và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam. Và ngay trong lúc này, thông tin cũng cho biết Biển Đông vẫn đầy rẫy nạn đánh bắt cá bất hợp pháp. Chỉ mấy tháng 9 vào năm ngoái, đã có một cuộc đối đầu giữa các tàu tuần tra của Malaysia và Việt Nam ngoài khơi của Terengganu. Cũng nên nhớ lại rằng Hà Nội vẫn đang cố gắng để Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng cho hành vi đánh bắt bất hợp pháp trên biển, không báo cáo và không được kiểm soát. Nước láng giềng Thái Lan cũng bị ảnh hưởng, tiến sĩ Cole cho biết, với hàng loạt báo cáo gần đây về việc lực lượng tuần duyên Thái Lan bắt giữ tàu cá của Việt Nam. Biển Đông gần đây cũng đầy rẫy nạn đánh bắt cá bất hợp pháp và Việt Nam và Trung Quốc với ngành đánh bắt cá phát triển hơn được cho là những nước đóng vai trò chính. Việt Nam là một trong nước từ lâu phải chịu đựng lệnh cấm đánh bắt cá trái phép ở Biển Đông của Trung Quốc. Một tàu cá của Việt Nam từng bị đâm chìm vào hồi tháng 4 sau khi va chạm với tàu tuần duyên của Trung Quốc. Một điểm khác gây tranh cãi là việc cấm đánh bắt cá vào mùa hè của Bắc Kinh ở vùng biển mà họ tuyên bố chủ quyền trên vĩ tuyến 12, bao gồm các khu vực gần bãi cạn Carport và quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ mà ngư dân Việt Nam và Philippines cho rằng không nằm trong quyền tài phán của Trung Quốc. Đây là hình ảnh đội tàu khổng lồ của thành phố Chusan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc trong một lần đồng loạt ra khơi, ảnh chụp trên màn hình của tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông. Bắc Kinh nói rằng lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 16 tháng 8 vừa qua là cần thiết để duy trì trữ lượng cá và hải sản. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông, nói rằng họ có các quyền lịch sử đối với các thực thể trên cạn và vùng biển khu vực này. Nhưng một số quốc gia Đông Nam Á bao gồm có Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei nói rằng những yêu sách của Bắc Kinh trái với Công ước của Luật Biển Liên Hợp Quốc vào năm 1982. Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Malaysia cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ không nhân nhượng khi đối mặt với những hành động quá khích của ngư dân nước ngoài và rằng họ đã bắt giữ 43 tàu đánh cá nước ngoài và 487 người Việt Nam kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2020. Malaysia bắt 7 tàu cá của Việt Nam sau vụ bắn chết ngư dân Việt Nam trên biển. Cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia vào hôm 18 tháng 8 năm 2020 cũng thông báo cho biết cơ quan này đã bắt giữ tổng cộng 9 tàu cá cùng với 111 ngư dân Việt Nam chỉ trong 3 ngày, bao gồm cả 2 chiếc tàu vào ngày 16 và 17 tháng 8 trong vụ đụng độ đã khiến một người Việt Nam đã bị bắn chết ở đây. Giám đốc cơ quan thực thi pháp luật trên biển ở bang Pahang cho biết 7 tàu cá Việt Nam bị bắt vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, trong khi đó có thêm 2 tàu cá cũng của Việt Nam bị bắt vào tối ngày 16 tháng 8. Theo ông này, tất cả những chiếc tàu cá bị bắt giữ tại khu vực cách Kenaman từ 68 đến 147 hải lý. 111 người này có độ tuổi từ 17 đến 55 tuổi.
Số tàu và hải sản bị Malaysia thu giữ lần này có giá trị lên tới 10 triệu ringgit, tức là khoảng 55 tỷ đồng, không bao gồm các tàu cá bị chìm. Theo đô đốc Haji, phía ông cho rằng có 4 trên số tổng 9 tàu cá có số sơn số hiệu đăng ký ở địa phương nhằm che mắt chính quyền và tránh bị bắt giữ. Ngoài ra, phía Malaysia cáo buộc ngư dân Việt Nam tự phá hoại một tàu cá mang số hiệu KG91518TS đã khiến chiếc này bị chìm cách Cayman 30 hải lý. May mắn là 3 thành viên của cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia cùng các ngư dân đã được giải cứu thành công. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2020 với bản tin Trung Quốc đâm chìm, Malaysia nhả đạn, ngư dân Việt Nam mất mạng vì mưu sinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.